Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh của Uyên, cô gái Hà Lan. Các bạn thấy mấy cái bọc ở trước mặt Uyên không? Thì sẽ cho mấy bạn xem ở trong đây có gì nha. Đây là một bó rau muống. Và đây là một ít rau quế. Thì mấy cái rau này nè các bạn, ngày hôm qua là từ chủ vựa mà ra ha các bạn. Rau này là nhập trực tiếp từ bên Việt Nam luôn và đi từ Việt Nam qua bên đây, đi Việt Nam Airlines qua đây đó các bạn. Trời ơi, cái rau nó thơm đúng Việt Nam mình. Nó thơm hơn cái quế của Thái nữa. À, cho mấy bạn thấy tươi ngon đã luôn. Thì chỗ thành phố của Uyên đó các bạn, bây giờ gần như là không thiếu cái gì hết, tại vì người Việt ở đây nhiều nè, cái họ nhập về họ bán mấy cái này nè, mà họ đi cả vựa mấy ngàn ký, cho nên là hả mua mấy cái này rất là rẻ luôn. Ví dụ như là một bó rau muống này á có 2,5 đồng, hai bó như vậy thì là 5 đồng, thì là hai bó là 1 ký, còn một bó là nửa ký, 2,5 đồng. Trời ơi nó rẻ mà đúng kiểu rau muống Việt Nam mình luôn á các bạn. Cái cọng nè, nhìn cái cọng nó nhỏ nè, chứ không có phải cái kiểu rau muống Thái đâu. Rau quế này cũng rất là thơm. Đã quá. Rồi đi lấy ra đây thêm nha. Khổ qua nè các bạn, khổ qua cũng bên Việt Nam nhập qua luôn nha. Mấy này là hàng Việt Nam không, chứ không phải là hàng Thái Lan hay là gì đâu. Các bạn coi nè, 5 trái khổ qua là 1 ký. Một ký khổ qua. Hôm qua Uyên tổng cộng Uyên mua tất cả, Uyên mua rất là nhiều, có 2 mấy đồng à. Ở đây Uyên có ổi. Ổi họ đóng bọc như vậy nè các bạn, họ đi cả thùng thùng qua bên đây. Họ xuất khẩu mà, nên là phải đi đóng những cái bọc như thế này. 2 trái ổi là nửa ký. Cái nhãn không? Trời ơi, cái nhãn này ăn rất là ngon luôn. Nó ngọt mà nó dày cơm á, rất là đã. Rất là thích cái nhãn này, ăn ngọt ngay luôn, đã lắm. Thì đây nữa nè, Uyên có một trái na nữa nè, trái mãng cầu. Trời ơi, hàng Việt Nam không mà rất là quý. Ngày hôm qua Uyên đi làm về 12 giờ đêm rồi đó, mà Uyên còn phải chạy qua tới cái vựa trái cây mà vựa rau quả mà Uyên lấy về đó. Đây là chị gái Uyên gom đơn hàng đó các bạn. Chị gái Uyên là chuyên gia gom đơn hàng, ăn đồ ăn ở Ao Mi rồi các kiểu. Đó là bà chủ shop mỹ phẩm hàng Nhật đó các bạn. Bà gom mấy cái này. Thì bây giờ nói chung là hôm nay là Uyên không có thời gian. Tối chiều nay là Uyên đi làm. Bây giờ thì mình nấu ăn đơn giản thôi, cho nên là Uyên cũng không có cá hú. Uyên tính là muốn nấu canh chua cá hú nữa, nhưng mà không có. Nhà mình không có chữ mấy cái đó. Mà giờ Uyên đang có rau muống, mà là Uyên muốn ăn rau muống trước, nên là hôm nay Uyên sẽ làm canh chua rau muống. Uyên ăn với lại thịt gà kho gừng. Đây, cái này là Uyên cũng sáng nay Uyên mới đi mua luôn. Thịt gà kho gừng. Cái này làm lát nữa Uyên làm ha. Và ăn canh chua rau muống. Còn cái rau quế này nè, là Uyên muốn là ăn với lại canh chua cá hú. Tự nhiên ngửi cái mùi rau quế này, cái Uyên nghĩ ngay đến canh chua cá hú. Thèm quá. Chắc ngày mai là phải đi mua cá hú về làm quá. Ngày mai mình cũng đi làm đó, nhưng mà thì mình phải đi thôi mấy bạn. Mấy cái trái cây này là Uyên cất vô để lát nữa Uyên ăn. Đó, mấy trái cây cây một bọc. Thì tổng cộng mấy cái rau này Uyên mua và cả trái cây luôn ha, là 23 đồng. Cái bịch nhãn hồi nãy là 1 ký nhãn ha các bạn, có 7,5 đồng thôi. Trời ơi, nhiều nơi khác họ bán tới 10 mấy đồng, nhưng mà chỗ này có 7,5 đồng thì rất rẻ luôn. Ăn nó ngọt, không qua Uyên ăn rồi. Trời ơi, nó ngọt mà nó dày cơm đúng. Rất là
là cộng rau muống Việt Nam nó có khác mấy bạn. Nó nhỏ, cộng nó nhỏ như vậy nè. Mà rẻ hơn một bó như vậy có 2,5 đồng à. Đúng là cái chỗ chủ vựa này họ bán rẻ ghê luôn. Mà còn ở ngay trong thành phố của mình nữa, chị gái mình tối hôm qua là đi lấy hàng cho mọi người về. Xong mình đi làm về, cái mình ghé nhà chị gái mình lấy về. Trời ơi, lúc mà thấy chị gái mình livestream mấy cái rau, mấy cái trái cây á, lúc đó mình còn đang ở chỗ làm. Muốn coi lắm mà có coi được đâu, phải lo làm. Cho nên là kêu chị gái là thôi mang đại cái rau này rau kia về cho Uyên đi. Chứ Uyên cũng không có kịp coi là trong cái chỗ vựa đó họ có rau gì nữa. Nhưng mà tại vì có mình Uyên ăn mấy cái này, ví dụ như canh chua rau muống chồng Uyên không có ăn, hoặc là canh chua cá cũng không ăn á các bạn. Ăn những cái món khác thôi chứ mấy cái canh chua chua này là không ăn nè. Rau muống xào thì ăn. Mà hôm nay là chồng Uyên với Uyên đâu có gặp nhau đâu. Hôm nay chồng Uyên đi làm buổi sáng rồi, Uyên thì đi làm buổi tối. Cho nên là đồ ai ăn người đó xử. Bây giờ Uyên cho rau quế vô Uyên rửa luôn nè các bạn. Mình làm sạch một lần luôn. Rồi giờ có thời gian thì Uyên làm, khi nào ăn thì Uyên lấy ra Uyên ăn thôi. Thơm gì đâu, ngửi mùi quế này thôi là vừa thèm canh chua vừa thèm phở, thèm đủ thứ hết. Mà tại vì rửa sạch như vậy nè, cái xong rồi cái để cho nó ráo, cái Uyên cho vào cái túi ziplock á, cái xong rồi mình cất cho tủ lạnh luôn. Uyên cho cà chua vô Uyên rửa luôn, cho khổ qua vô rửa luôn, rửa hết một lượt. Ngâm nước rửa. Mấy cái rau quế này là ngày mai Uyên ăn liền luôn nè. Mấy cái rau để không có được lâu. À nãy Uyên quên nói, cái Uyên cầm trên tay đó mà hồi nãy mấy bạn thấy là có nửa bó thôi nha các bạn, chứ không phải là một bó nha. Tại vì Uyên chia với chị gái của Uyên á, chứ nhiều quá một bó nó to lắm luôn á. Một bó đó mình ăn không hết. Tại mấy cái này mình phải ăn nhanh, chứ mà mình để lâu cũng không được. Mà gặp nhà nào nhiều con á, đông người á, thì ăn cả bó được. Chứ còn như nhà mình có mình ăn à. Hoặc là chồng Uyên cũng ăn nhưng mà cũng ít thôi, chứ có hai vợ chồng á. Rau quế này chồng Uyên thích lắm á, chồng Uyên ăn được á. Chồng Uyên bảo chỗ ngửi cái mùi quế là thấy nó thơm nè, mê lắm. Chồng Uyên rất là mê cái quế này luôn á. Với lại thích nữa là thích cái mùi cần tây, hai cái mùi đó. Và cái mùi ngò, ngò rí á, ngò rí của mình nó ổng mê lắm. Rồi, vớt hai chai cà chua ra, lát nấu canh chua. Chắc một ít Uyên nấu canh chua với một ít Uyên xào á, chứ làm sao mà nấu canh chua hết nổi. Nguyên một rổ rau muống không, mà đó có một bó đó là nửa ký á, 2,5 đồng. Còn khổ qua này là tuần sau Nguyên sẽ làm ăn. Khổ qua này mình để được, Nguyên chỉ rửa sơ sơ vậy thôi. Vô trong bọc để cho nó ráo nước xong rồi vô cho trong bọc. Đây là rau răm nè các bạn. Rau răm tại vì tính lấy về để ăn hộp vịt lộn mà. Nhà hình như còn trứng vịt lộn hay sao, Uyên không nhớ. Uyên lấy ít bên nhà chị gái Uyên về thôi. Chứ
Thì không có ăn mua cà bó nó nhiều lắm. Rau răm nè, của Việt Nam mình luôn nha. Rau quế nè, rau quế nè, đó. Đã không? Ăn thịt lộn có rau răm, ăn phở có rau quế. Này khổ qua thì là khổ qua nhồi thịt, khổ qua xào trứng ha. Còn rau muống thì mình nấu canh chua, mình xào. Bạn thấy không? Có cả rau ngổ, rau ngò gai, rau này nọ nữa. Mà tại vì Uyên lúc đó Uyên không có xem livestream hết được, cho nên là Uyên không có thấy, để mà Uyên đặt thôi. Đó, hôm nay rau của nhà mình đây. Ăn được mấy ngày ha mấy bạn. Còn trái cây nữa Uyên cũng sẽ từ từ Uyên lấy ra Uyên ăn. Mấy bạn thấy đã không? Đây là bữa cơm trưa của Uyên ha các bạn. Cái này là gà kho gừng. Và cái này là canh chua rau muống. Đây là Uyên nấu kiểu dã chiến thôi, mình không có theo một cái công thức gì hết, mình nấu theo cái kiểu của mình. Và mình ăn để mà tranh thủ đi làm. Thì bây giờ Uyên sẽ ăn cơm với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như mà bạn thích video này thì hãy tặng Uyên một like và nhấn vào nút đăng ký để mà ủng hộ cho Uyên nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.